xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Tháng 3 năm 2015. Đi là người ta lúc nào cũng cầm súng đi theo, là vác súng, là đi thì đi một đoàn là đông người, mà lại mỗi người một khẩu súng nên là bà con đi cũng rất sợ, không dám gần. Bản Tà Dê những ngày đầu năm 2015 bất ngờ xuất hiện một nhóm đối tượng được trang bị rất nhiều vũ khí, thường xuyên đi tuần tra, nổ súng thị uy đối với bà con trong bản. Tại đây, chúng xây dựng những căn nhà kiên cố, nhiều lớp, có hàng chục người đàn ông thay nhau canh gác, luôn luôn thường trực súng trên tay. Những đối tượng này là ai? Tại sao chúng lại trở thành nỗi kinh sợ cho nhân dân một bản dân tộc Mông nằm rất sâu trong một thung lũng hoang vắng như vậy? Thưa quý vị và các bạn, đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy luôn được coi là công việc khó khăn nhất của những người làm công tác điều tra. Bởi lẽ đây là những tên tội phạm có thủ đoạn tinh vi, lì lợm. Chúng không từ bỏ một mánh khóe nào để che mắt cơ quan chức năng, lẩn trốn pháp luật. Do vậy, việc lột trần mặt nạ bên ngoài để thấy được gương mặt thật của chúng không phải là điều dễ dàng, mà đó thực sự là những cuộc đấu trí cân não căng thẳng. Chưa có tiền lệ, đó là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong các báo cáo về chiến dịch lớn của Công an tỉnh Sơn La kéo dài hơn 10 năm cho một chiến dịch triệt xóa tệ nạn ma túy, tội phạm ma túy từ trong nội địa ra ngoài biên giới. Chúng tôi đang muốn nói tới chiến dịch đấu tranh với một chuỗi các chuyên án nối tiếp nhau do Công an tỉnh Sơn La thực hiện từ năm 2006 đến nay nhằm chuyển hóa địa bàn và ngăn chặn các luồng ma túy từ nước ngoài xâm nhập vào nước ta. Không biết phải dùng những từ ngữ gì để nói thêm về chuyên án này, bởi đây thực sự là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa thời bình. Một vùng rừng núi trùng trùng điệp điệp, một vùng biên giới hiểm trở, đường tiểu ngạch dày như răng lược, những vụ vận chuyển ma túy xuyên màn đêm. Với 250 km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, cách một trong những trung tâm ma túy lớn nhất thế giới là Tam Giác Vàng chỉ khoảng 500 km, khu vực biên giới thuộc tỉnh Sơn La đã và đang là một trong những điểm nóng nhất về tội phạm ma túy trên cả nước. Một đường biên giới dài tiếp giáp hai tỉnh phía bắc nước Lào là Hủy Phan và Luông Pha Băng. Từ đây có thể vận chuyển ma túy về nội địa Việt Nam và đi các nước thứ ba. Trong gần chục năm nay, ở địa bàn Sơn La, mỗi năm lực lượng chức năng bắt giữ xử lý từ 1.000 đến 1.500 vụ án ma túy, thu hàng trăm kg heroin, hàng trăm nghìn viên ma túy tổng hợp. Những con số chỉ mới là thống kê. Ma túy bùa vây Sơn La đã từ vài chục năm, khi mà trồng cây thuốc phiện là một tập tục không thể thiếu của bà con đồng bào nơi này. Trước những năm 1990, Sơn La là địa bàn canh tác cây thuốc phiện lớn, bà con trồng cây thuốc phiện để dùng hoặc để lấy nhựa xuất khẩu. Có thể nói đây là một địa bàn mà nó có cái gì đó nó tác động về lĩnh vực và hệ ma túy từ rất lâu. Tôi nhớ là cách đây chừng gần 40 năm. Vào những năm trước năm 1980, thì chính khu vực xã Kiến Thiết ngày xưa và nay là xã Lóng Luông của huyện Mộc Châu cũ và nay là huyện Vân Hồ là một trong những địa chỉ đỏ mà chính phủ có dự án để trồng cây anh túc, hay còn gọi là cây phiện, cây thuốc phiện.
Vì ở đây thời tiết khí hậu rất là thuận lợi, đất đai để màu mỡ, phù hợp với việc trồng cây anh túc và cây anh túc phát triển. Cách đây gần 40 năm, trước năm 1980. Thế và chính vì cái việc trồng cây thuốc viện vào những thời điểm đó thì thu được cái vừa là năng suất, vừa chất lượng, hiệu quả. Và tôi được nghe những cái bác lãnh đạo ngày xưa ở huyện và một số ngành chức năng kể lại là cái chất lượng của cái nhựa thuốc viện trồng ở khu vực xã Kiên Thiết ngày xưa rất là tốt. Có thể nói là hàm lượng morphine rất là cao. Đấy. Mà cái đấy là có khuyến khích của chính phủ thời đó. Thế và ma túy hồi đó nó đã tác động vào cái tiềm thức, nhận thức của đồng bào dân tộc ở vùng này. Tôi cho rằng là nghiên cứu lại tính lịch sử của ma túy ở đây thì thấy rõ như thế. Năm 2006 là thời điểm tình hình tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy ở Sơn La diễn biến rất phức tạp. Thời điểm đó nổi lên 4 vấn đề. Số người nghiện rất đông, có khoảng 20.000 người nghiện trên địa bàn trong danh sách quản lý của công an. Sơn La là địa bàn có truyền thống trồng cây thuốc viện. Hiện tượng tái trồng cây thuốc viện vào thời điểm đó rất là nhiều. Niên vụ 2006-2007 có tầm 15 đến 20 hectare tái trồng cây thuốc viện. Mặt khác, đối tượng bán lẻ ma túy và đối tượng mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động rất phức tạp. Bên cạnh đó, số tiểu khu tổ dân phố có người nghiện rất là đông. Qua khảo sát đánh giá, chỉ còn 9 xã thời điểm đó là không có người nghiện và có 1.559 trong số 3.714 bản tiểu khu tổ dân phố là không có người nghiện. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Sơn La đã tham mưu cho chính quyền tỉnh Sơn La sớm chủ động xây dựng các kế hoạch triệt xóa các tụ điểm trong nội địa, từng bước chuyển hóa các địa bàn phức tạp, đồng thời điều tra theo dõi để ngăn chặn các luồng ma túy xâm nhập từ nước ngoài vào Việt Nam. Qua điều tra cho thấy, khu vực biên giới thuộc huyện Mộc Châu cũ này thuộc hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ luôn là điểm nóng về tình trạng buôn bán sử dụng ma túy. Hơn nữa, đa phần số tội phạm buôn bán ma túy ở khu vực này đều là người dân tộc Mông. Đồng bào dân tộc Mông là những cụm dân cư có những đặc điểm đặc thù riêng có. Đó là giữa họ tồn tại mối quan hệ đồng tộc, họ hàng, liên gia, hay nói cách khác là tính cộng đồng rất cao. Thậm chí tính cộng đồng này còn vượt qua khỏi những ngăn cách về địa giới hành chính. Vì thế, sợi dây liên kết giữa người Mông ở Việt Nam và người Mông trên đất bạn Lào luôn rất khăng khít. Vô hình chung đã trở thành những mắt xích quan trọng trong các đường dây vận chuyển ma túy vào Việt Nam. Trong cái vấn đề mà lực lượng công an quan tâm ở đây là cái tính đặc thù, đặc điểm riêng có của vùng đồng bào dân tộc Mông. Là cái tính cộng đồng họ rất cao. Nhưng mà nếu tính cộng đồng có tính truyền thống mà họ đoàn kết để xây dựng cuộc sống mới, hợp tác với nhau, tựa vào nhau để lao động, tăng gia lao động sản xuất, cải thiện, nâng cao đời sống thì đó là điều rất đáng mừng. Thế nhưng mà qua công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm thì lực lượng công an Sơn La cũng nghiên cứu rất nhiều thì cái tính cộng đồng này mà trong hoạt động tội phạm nói chung và hoạt động buôn bán ma túy thì rất là nguy hiểm. Cái này nó chi phối ảnh hưởng lớn, không những cộng đồng của người Mông ở vùng này mà cộng đồng người Mông ở bên kia biên giới. Tóm lại là người Mông bên kia biên giới và người Mông bên này họ có mối quan hệ khá là khăng khít. Thưa quý vị và các bạn, một địa danh được nhắc đến nhiều nhất trong các báo cáo của cơ quan chức năng ở giai đoạn này về tình trạng buôn bán và sử dụng ma túy. Đó là xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Vùng đất này chứa đựng những điều gì bí ẩn khiến các nhóm tội phạm luôn muốn tìm đến làm nơi ẩn náu? Đó chính là câu hỏi lớn dành cho các cơ quan chức năng ở thời điểm bấy giờ và ngay cả ngày hôm nay. Lóng Luông được ví như cái yết hầu của con đường ma túy từ Tam Giác Vàng qua Lào vào Việt Nam.
xã Lóng Luông trước thuộc huyện Mộc Châu, nay thuộc huyện Vân Hồ, giáp danh với các xã Hang Kia, Pà Cò của huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, được mệnh danh là vùng đất giữ bởi hoạt động mua bán vận chuyển ma túy cực kỳ phức tạp. Lóng Luông cách đường biên giới Việt Lào khoảng 15 km, có 84% dân số là đồng bào dân tộc Mông. Theo số liệu của cơ quan chức năng, vào giai đoạn trước năm 2014, toàn xã có 1.048 hộ với 5.295 nhân khẩu, nhưng có đến 15% số người nghiện ma túy, đối tượng truy nã khi hành án, có biểu hiện phạm tội mua bán ma túy trong diện quản lý. Đường vào Lóng Luông là độc đạo, một bên núi thẳm, bên kia vực sâu nên người lạ rất khó xâm nhập mà không bị phát hiện. Nhất cử nhất động của bất kỳ ai, từ người bưu tá, thợ điện đến người bán hàng rong, khi vào Lóng Luông đều gặp phải những ánh mắt dò xét của người dân bản địa. Những đặc điểm nêu trên khiến Lóng Luông được ví như một bong ke của vùng Tây Bắc. Không những thế, với đặc điểm dân cư đa phần là đồng bào dân tộc Mông, có mối quan hệ thân thiết với người Mông bên nước bạn Lào, đã góp phần biến vùng đất này trở thành một lãnh địa của tội phạm về ma túy. Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng luôn xác định địa bàn xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ là một trọng điểm cực kỳ phức tạp về tội phạm ma túy. Toàn xã có thời điểm số đối tượng liên quan đến việc mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy lên tới con số hàng trăm. Tà Dê là bản dân tộc Mông thuộc xã Lóng Luông, nằm lọt giữa một thung lũng rất sâu. Bản này cách quốc lộ 6 và xã Lóng Luông hơn 3 km và rất gần với đường biên giới Lào. Muốn vào bản chỉ có một con đường độc đạo xen giữa các khe núi đá uốn lượn, dốc dựng đứng. Với địa thế hiểm trở, Tà Dê trở thành một khu vực hầu như biệt lập với thế giới bên ngoài. Đặc biệt, Tà Dê nằm ngay cạnh một số điểm nóng về ma túy ở Tây Bắc như Hang Kia, Pà Cò thuộc huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Bản Tà Dê với những đặc điểm tự nhiên nhất, bản Mông hẻo lánh này trở thành địa bàn lý tưởng cho những ông trùm ma túy nhắm tới để về đây cát cứ. Thưa quý vị và các bạn, trước những biến động rất lớn và phức tạp về tội phạm ma túy trên địa bàn, Công an tỉnh Sơn La đã báo cáo Bộ Công an và Thường trực tỉnh ủy Sơn La xây dựng kế hoạch tổng thể nhằm phối hợp phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Sơn La và các tỉnh Bắc Lào. Kế hoạch SH09 đã ra đời trong bối cảnh đó. Với sự tham gia vào cuộc của không chỉ lực lượng công an, bộ đội biên phòng và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến tận thôn bản. Để thực hiện nhiệm vụ này, vấn đề đặt ra trước tiên là phải làm sao để ngăn nguồn ma túy từ nước ngoài về sát biên giới của Sơn La. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực tỉnh ủy Sơn La, Công an tỉnh Sơn La đã mời Công an tỉnh Hủy Phăn, Luông Pha Băng, Luông Nậm Hạ, U Đông Xây, Bò Kẹo, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sang ký kết và thống nhất với nhau, phân công lực lượng tổ chức thực hiện những nhiệm vụ phòng chống tội phạm ma túy toàn tuyến từ Tam Giác Vàng về sát biên giới Sơn La. Đây chính là những bước đi đầu tiên để có được những kết quả đấu tranh sau này. Kế hoạch S09 được chia làm 3 cái giai đoạn. Cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn từ năm 2009 đến năm 2013. Cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà trong kế hoạch chúng ta đặt ra là chúng ta phải phối hợp với bản để chúng ta khảo sát tuyến, rồi khảo sát địa bàn trọng điểm, rồi lên danh sách các đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới để chúng ta phối hợp đấu tranh. Cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn từ 2013 đến năm 2015. Thì có thể nói rằng là chúng ta trên cơ sở
cái điều tra cơ bản, chúng ta đã phối hợp với bạn đấu tranh vào những cái đường dây ổ nhóm tội phạm vận chuyển mua bán ma túy qua biên giới. Chúng ta được cùng với bạn phân công rất rõ ràng trong cái trách nhiệm của mình. Và cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020. Thì có thể nói rằng trong giai đoạn này thì cái tính chất phức tạp và cái hoạt động của tội phạm ma túy nó có cái diễn biến khác. Tội phạm không hoạt động đơn thuần, đơn lẻ như trước đây. Và chúng hình thành những đường dây, những ổ nhóm và hoạt động có vũ trang. Hoạt động có vũ trang, vận chuyển ma túy từ phía bạn sang phía ta. Và có thể nói rằng là nó gây nên cái phức tạp và về an ninh trật tự ở cái tuyến biên giới. Và làm cho cái dư luận là thấy rằng là đánh giá rằng là cái việc mà công tác đấu tranh phòng chống ma túy của chúng ta thời điểm đó có chứng lại. Nhưng thực sự không phải. Do cái phương thức thủ đoạn của tội phạm thay đổi. Do vậy chúng ta cũng phải có cái chiến lược, có cái kế hoạch đấu tranh thay đổi theo. Và chúng ta trên cơ sở đánh giá về cái phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mà chúng ta xây dựng những cái kế hoạch phù hợp để đấu tranh với loại tội phạm này. Sau 7 năm, từ 2009 đến 2015, triển khai kế hoạch SH09 về phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới giữa Công an tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào. Được sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt từ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La. Sự phối hợp của các lực lượng, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền và lực lượng chuyên trách phòng chống ma túy các tỉnh Bắc Lào. Kế hoạch SH09 đã thu được kết quả quan trọng. Lực lượng chức năng hai bên đã kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm, đối tượng phạm tội ma túy phức tạp, nguy hiểm. Tại địa bàn các xã biên giới và các xã giáp ranh, các lực lượng chức năng đã phát hiện bắt giữ 1.894 vụ, 2.789 đối tượng, thu giữ 351 kg heroin, gần 448.000 viên ma túy tổng hợp, trên 72 kg thuốc phiện. Tại địa bàn ngoại biên, các tổ công tác đã phối hợp với công an các tỉnh Bắc Lào xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án, đấu tranh bắt giữ 247 vụ, 497 đối tượng, thu giữ hơn 157 kg heroin, 200 kg chất phụ gia để điều chế heroin, hơn 40 kg thuốc phiện, 1,2 triệu viên ma túy tổng hợp. Xây dựng tuyến biên giới tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng ổn định, phát triển toàn diện. Đồng thời củng cố tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam Lào nói chung, Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng. Giải quyết giai đoạn 1 từ Tam Giác Vàng về biên giới Sơn La cho đến bây giờ đánh giá lại. Với điều kiện thực tế về con người, cơ sở vật chất, trang thiết bị của bạn, với điều kiện dân cư rừng núi địa hình như thế, thì có thể nói rất khó để ngăn dứt điểm triệt để được. Mà thông qua việc lực lượng công an Sơn La thực hiện kế hoạch chuyên đề này, hai bên cũng hiểu và chia sẻ với nhau, tạo điều kiện cho nhau trong việc đấu tranh với tội phạm. Đây cũng là điểm tựa cho lực lượng công an Sơn La tiếp tục thực hiện các chuyên án sau này để đấu tranh quyết liệt với tội phạm về ma túy có yếu tố nước ngoài trên địa bàn Sơn La. Đúc kết lại qua cái việc gần 10 năm thực hiện cái nhiệm vụ phối hợp phòng chống ma túy qua biên giới này thì có rất nhiều cái được. Cái được thứ nhất là công an tỉnh Sơn La đã hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cái nghiệp vụ phòng chống ma túy cho lực lượng phòng chống ma túy của công an năm tỉnh Bắc Lào. Hàng năm đều có các lớp bồi dưỡng rồi tổng hợp đánh giá thì cái lực lượng phòng chống ma túy của bạn cũng trưởng thành hơn. Cái việc thứ hai nữa là mình đã đưa lực lượng sang thực hiện hai nội dung. Nội dung một là hướng dẫn hỗ trợ bạn thực hiện các hoạt động nghiệp vụ cơ bản bên đất bạn. Nội dung thứ hai nữa là hướng dẫn bạn xác lập các chuyên án, đấu tranh bóc gỡ các đường dây đầu nậu hoạt động tội phạm ma túy từ Tam Giác Vàng về giáp biên giới của Sơn La. Cái được thứ ba ở đây nữa là mình qua cái thực tế thâm nhập công tác thực tế của bạn ấy thì cũng thấy bạn thiếu và yếu nhiều thứ, đặc biệt là cơ sở vật chất, các cái điều kiện và hành lang pháp lý, yếu tố con người để thực hiện cái nhiệm vụ phòng chống ma túy bên đất bạn. Nên công an tỉnh Sơn La cũng báo cáo với tỉnh, với bộ hỗ trợ bạn một số nguồn lực nhất định về kinh phí, về phương tiện, về trang thiết bị
để bạn quan tâm và đầu tư hơn trong tác phòng chống ma túy. Cái được thứ tư ở đây thì mình thấy là thông qua cái hoạt động hợp tác quốc tế trực tiếp giữa công an Sơn La với công an các tỉnh Bắc Lào này thì nó gần gũi nhau hơn, hiểu và thông cảm với điều kiện công tác của nhau hơn. Và từ cái hiểu, từ cái chia sẻ đó thì khi phát sinh các yêu cầu thông tin, khi phát sinh các yêu cầu hỗ trợ xác minh, truy tìm thì hai bên hợp tác với nhau rất là thân thiện và nó đáp ứng nhiều cho cái công tác, cho cái công cuộc phòng chống tội phạm ma túy từ Tam Giác Vàng về biên giới với Sơn La, cũng như là đấu tranh mở rộng các cái vụ án mà mình đã bóc gỡ về sau này. Đây là những hình ảnh bằng các biện pháp nghiệp vụ mà các trinh sát đã bí mật ghi lại được. Những hình ảnh này cho thấy các nhóm vũ trang có trang bị súng quân dụng hàng đêm đã thâm nhập vào nội địa nước ta bằng các đường tiểu ngạch. Một điều nhận thấy rõ là các đường dây tội phạm về ma túy đã được trang bị rất bài bản và quy mô, đồng thời cũng rất manh động, sẵn sàng chống trả các cơ quan chức năng khi bị cản trở. Vấn đề đặt ra lúc này cho công an Sơn La là làm thế nào để xác lập chuyên án đấu tranh với các băng nhóm tội phạm này, vì đây là tình hình chưa hề có tiền lệ và đặc biệt lại đụng chạm tới vấn đề biên giới quốc gia dân tộc và các yếu tố nước ngoài. Đây là một cái kế hoạch mà nó mang cái tầm chiến lược. Và có thể nói rằng là chỉ có riêng ở tỉnh Sơn La mới có kế hoạch nó dài hơi như thế này. Và có thể nói rằng là trong quan hệ phối hợp với bạn thì có thể bạn phối hợp với ta rất tốt. Đúng là tình cảm hiếu nghị, gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, giữa hai lực lượng. Thông qua cái hoạt động hợp tác quốc tế này thì nó mở ra cho công an của tỉnh Sơn La với công an các tỉnh Bắc Lào một cái hành lang pháp lý chúng ta gọi là mềm, là thông qua cái việc hiểu biết, chia sẻ với nhau, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau để làm những cái việc cần làm trên cái chiến tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm này. Có thể nói niềm tin, cái sự tin tưởng ủng hộ lẫn nhau giữa công an Sơn La với công an các tỉnh Bắc Lào ngày càng tốt và chắc, thì nó cũng là cái thể hiện cái tiến trình của công an Sơn La trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng Nhà nước giao, đó là xây dựng cái tình cảm đoàn kết gắn bó hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam với Lào. Thưa quý vị và các bạn, trong giai đoạn 3 từ năm 2015, thực hiện kế hoạch SH09, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La đã có tính chất khác. Chúng không còn hoạt động đơn lẻ như trước mà hình thành các đường dây, ổ nhóm có vũ trang để vận chuyển ma túy từ khu vực Tam Giác Vàng và một số tỉnh Bắc Lào vào nội địa Việt Nam. Đặc biệt với việc bắt giữ tên Tàng Cang Nam là một chùm ma túy ở khu vực Tây Bắc vào năm 2011. Thông qua lời khai của Tàng đã bộc lộ về các đường dây vận chuyển ma túy lớn từ nước bạn Lào về Việt Nam qua khu vực biên giới thuộc tỉnh Sơn La để đi các nước thứ ba. Lúc này, công an Sơn La cũng xác định tập trung lực lượng ở mức cao nhất để đấu tranh với tội phạm ma túy có vũ trang qua biên giới. Trên cơ sở đánh giá về phương thức hoạt động của tội phạm, chúng ta xây dựng những kế hoạch phù hợp để đấu tranh. Chuyên án 279LL ra đời từ đây. Trong suốt hơn 10 năm từ năm 2006 đến nay, 279LL thực sự là một cái tên ghi dấu đậm nét. Là những hình ảnh nghiệp vụ mà các trinh sát đã bí mật ghi lại được. Nhiều nhóm có trang bị súng quân dụng hàng đêm đã thâm nhập vào nội địa nước ta bằng các đường tiểu ngạch. Rừng già về đêm bí hiểm, tĩnh mịch. Sự trùng điệp của núi rừng. Sự hiểm trở của hàng nghìn km đường biên kéo dài là điều kiện thuận lợi cho những phi vụ vận chuyển ma túy xuyên biên giới. Đường dây tội phạm về ma túy đã được trang bị rất bài bản và quy mô.
sẵn sàng xả súng để tiêu diệt, thanh toán lẫn nhau khi có bất đồng, tranh chấp nội bộ. Đồng thời cũng rất manh động, liều lĩnh chống trả lại các cơ quan chức năng và người dân khi bị cản trở. Cái đối tượng vận chuyển thì thường thường là đi vào ban đêm, và cái nhóm mà ít nhất thì khoảng từ 3 đến 5 đối tượng, mà nhóm khác thì khoảng 5 đến 10 đối tượng, cá biệt thì khoảng nhóm 50 đối tượng. Chúng thì thường xuyên là băng qua rừng với địa hình đường đồi núi hiểm trở, và đi thì đều trang bị vũ khí quân dụng, đi theo trật tự và có đối tượng cầm đầu chỉ đạo, và đặc biệt là chúng rất là manh động. Chính sự nguy hiểm của các đối tượng này đã biến cuộc đấu tranh chống tội phạm ma túy của lực lượng công an Sơn La thực sự là một cuộc chiến nảy lửa với những đột kích có một không hai giữa rừng già. Đây là một trong những nhiệm vụ rất nặng nề, rất phức tạp của công an Sơn La chi phối trong vòng 3-4 năm trời từ 2013, cuối 2013 sang 2014, 2015 và thậm chí sang đến 2016 và 2017 thì chúng ta tập trung xử lý các cái toán vũ trang này được. Cái chuyên án 279 LNL là một chuyên án đặc biệt của công an Việt Nam. Chưa có một cái chuyên án nào mà đấu tranh chống bọn tội phạm buôn bán vận chuyển ma túy mà kéo dài đến gần 3 năm trời. Chưa có chuyên án nào mà kéo dài đến 9 giai đoạn ở cái tìm cơ chế đánh ở 3 giai đoạn khác nhau. Quá trình đấu tranh với chuyên án này thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn, bởi vì là cái công tác ngoại tuyến cũng như là công tác khảo sát và chọn cái điểm để chúng ta tiến hành vây bắt thì cũng là một vấn đề đặt ra. Thứ nhất là phải đảm bảo về địa hình, đảm bảo về tuyến đường đi vào đấy, làm sao mà lực lượng chúng ta khi xâm nhập vào đấy thì nó bí mật, an toàn, không được để các đối tượng phát hiện ra. Thế nên rất là nguy hiểm cho cái lực lượng trinh sát. Cái quan trọng là có trinh sát ngoại tuyến ấy, ngoài trinh sát đối tượng ra thì còn phải đảm bảo cái việc làm sao mà tìm những con đường an toàn bằng những khung giờ an toàn và những phương tiện an toàn để đưa lực lượng đấu tranh chuyên án vào cái điểm mà chúng ta đã chọn để phục kích các đối tượng. Trong 3 ngày 17, 18 và 19 tháng 6 năm 2014, sau khi phát hiện một toán 8 đối tượng có vũ trang vận chuyển ma túy di chuyển từ hướng biên giới qua địa phận bản Nà Sàng, xã Trường Xuân, huyện Vân Hồ, đội công tác đặc biệt gồm Công an Sơn La, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc của Công an chia thành 7 tổ được trang bị vũ khí, phương tiện nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ, thực hiện phương án đón chặn vây bắt. Khi lực lượng chiến đấu bắn chỉ thiên sử dụng quả đầu nghiệp vụ để áp đảo vây bắt và kêu gọi các đối tượng đầu hàng, không những chúng không chấp hành mà còn nổ súng chống trả quyết liệt, buộc ta phải nổ súng và đã bắt được 2 đối tượng. Tang vật thu giữ 40 bánh heroin. Chiến công này mới chỉ là bước khởi đầu của cả chuyên án sau này. Dù
bị truy sát gắt gao, song chỉ sau một thời gian ngắn yên tĩnh, án binh bất động, các trinh sát ngoại tuyến lại báo về ban chuyên án những di biến động bất thường của các băng nhóm tội phạm. Dường như trước việc lực lượng công an chỉ đánh đuổi đã không làm cho các đối tượng này run sợ và chúng đã âm thầm chuẩn bị tiến hành các bước xâm nhập tiếp theo. Thưa quý vị và các bạn, không để các băng nhóm tội phạm có cơ hội xâm nhập vào địa bàn Việt Nam, Công an tỉnh Sơn La đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về cơ chế đánh và các phương án đánh bắt tiếp theo. Đích thân Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an đã lên trực tiếp tại thực địa và chỉ đạo các phương án đánh trong các giai đoạn tiếp theo của chuyên án 279LL. Vào hồi 4 giờ 5 phút ngày 19 tháng 7 năm 2014, lực lượng công an Sơn La lại phát hiện 25 đối tượng có vũ trang đang vận chuyển lượng lớn ma túy di chuyển từ hướng biên giới vào địa phận bản Thung Khuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ. Dù ta đã dùng loa kêu gọi đầu hàng, nhưng các đối tượng đã manh động chống trả quyết liệt, dùng súng quân dụng bắn liên tiếp về phía đội công tác, buộc ta phải nổ súng trấn áp. Bắn bị thương một số đối tượng, số còn lại tháo chạy về phía biên giới. Trong trận chiến này, lực lượng công an bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 110 bánh heroin, 2 súng AK, 2 súng carbine, 1 súng ngắn, 70 viên đạn trong 5 hộp tiếp đạn và nhiều vỏ đạn AK, carbine, súng Sambalek. Trong thời gian từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 3 năm 2017, chúng ta đã tiến hành hai giai đoạn tiếp theo của chuyên án. Công an Sơn La đã đấu tranh quyết liệt với các băng nhóm tội phạm này. Trận chiến ngày 7 tháng 3 năm 2015, trấn áp một toán gồm 10 đối tượng mang theo súng, chó săn, vận chuyển ma túy tại khu vực bản Nà Tén, xã Triển Sơn, huyện Mộc Châu. Khi bị lực lượng công an phát hiện, các đối tượng nổ súng vào lực lượng làm nhiệm vụ. Tổ công tác đặc biệt của công an Sơn La phải nổ súng chấn áp, tiêu diệt một đối tượng, thu giữ 40 bánh heroin, một súng K-59, một súng AK đạn đã lên nòng, 32 viên đạn. Rồi trận đánh ở khu vực Thung Khuông, xã Vân Hồ, trận đánh ở núi Rồng thuộc địa phận bản Khó Hồng, tại bản Nà Sàng, xã Trường Xuân, huyện Vân Hồ, bắt giữ 3 đối tượng cùng 60 bánh heroin, 15.929 viên ma túy tổng hợp, 4 khẩu súng quân dụng. Những trận đánh diễn ra trong rừng thẳm, hầu hết là khi trời đã về đêm. Những chiến sĩ công an đã xé rừng, băng xuyên qua cái mênh mang mịt mùng của núi rừng thăm thẳm, chịu bao khổ cực vất vả để hoàn thành nhiệm vụ. Có cả đổ máu và cả những hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ công an không thể nào kể xiết. Bây giờ tôi cũng không hiểu đó có phải là lý tưởng cách mạng không, hay là đó là vì bình yên cuộc sống, hay là vì cái gì mà chúng tôi có thể sống sót. Gần 3 năm rưỡi, qua 9 giai đoạn tiêu diệt, bắt giữ, xử lý 25 đối tượng,
thu giữ 498 bánh heroin, 21 khẩu súng quân dụng các loại, 333 viên đạn cùng nhiều tang vật khác. Thắng lợi từ những trận đột kích trong rừng già thực sự là một chiến công to lớn của lực lượng công an Sơn La, là thành công của chuyên án mang tên 279LL. Từ kết quả thực hiện chuyên án này cho thấy, nhiều đường dây, ổ nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động lâu năm trên địa bàn. Nhiều đối tượng truy nã, cộm cán, đặc biệt nguy hiểm, lẩn trốn trong thời gian dài và tiếp tục hoạt động phạm tội về ma túy đã bị phát hiện, bắt giữ, triệt xóa. Cùng với việc thực hiện đấu tranh thành công với các băng nhóm tội phạm ma túy có vũ trang qua biên giới, gần 3 năm rưỡi, Công an Sơn La cũng đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm còn lại của phương án 279LL nhằm thực hiện mục tiêu chuyển hóa địa bàn, đó là xây dựng đảng, củng cố hệ thống chính trị, thực hiện cuộc vận động thu hồi vũ khí và vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi trong dân, xây dựng phong trào an ninh tổ quốc tại cơ sở. Đặc biệt trong đó nổi lên vấn đề giải quyết 42 đối tượng truy nã, chủ yếu là ma túy ở Lóng Luông, Vân Hồ. Xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La vốn là một địa bàn nóng bỏng về tội phạm ma túy. Đặc biệt tại hai bản Lũng Xá và Tà Dê là nơi rất nhiều đối tượng có lệnh truy nã về ma túy tìm đến trú ẩn. Với địa hình độc đạo, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, lực lượng chức năng gần như không thể tiếp cận. Các đối tượng này tin rằng đây thực sự là một nơi lý tưởng để chúng có thể trú chân an toàn, trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Trong quá trình điều tra, xác minh về các đối tượng truy nã hiện đang trú ẩn tại Lóng Luông, Công an Sơn La thấy nổi lên hai cái tên. Đó là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Tuân. Đây là hai đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bởi Tuân có đến 4 lệnh truy nã, còn Thuận thì có 2 lệnh. Chúng đã tìm về đây mượn đất của một số đồng bào Mông mà chúng có quan hệ để dựng nhà. Để có thể xâm nhập vào bản, các trinh sát phải khéo léo hóa trang thành nhiều vai khác nhau. Nhiều lần phải đóng vai những người đi thu mua nông lâm sản để tránh sự cảnh giác của các đối tượng và của chính bà con nơi đây. Thời gian lưu lại bản, các trinh sát đã thu được nhiều thông tin quý giá về hai đối tượng, Tuân và Thuận. Trong quá trình sinh sống ở đây, thông qua việc thu thập đệ tử, vốn là những con nghiện để làm tay sai đắc lực. Chúng dùng nhiều vũ khí để ra oai, thị uy ở vùng khiến bà con kinh sợ. Đặc biệt nhiều bằng chứng cho thấy, Tuân và Thuận vẫn tiếp tục thực hiện những phi vụ buôn bán ma túy lớn. Bên cạnh đó, trong quá trình đấu tranh với một số đối tượng bị bắt giữ trong các đường dây buôn bán ma túy xuyên biên giới, nhiều lời khai có nhắc đến hai cái tên Tuân và Thuận với vai trò là ông trùm đứng sau điều khiển hoạt động của một số đường dây lớn. Qua quá trình điều tra, Công an Sơn La đã xác minh hai cái tên Tuân và Thuận mà các đối tượng bị bắt giữ nhắc đến chính là hai đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận hiện đang lẩn trốn ở Lũng Xá, Tà Dê. Tuyến hoạt động của tội phạm ma túy từ biên giới vào Việt Nam thì là cơ bản do hai đối tượng này điều hành. Chúng thu gom những đối tượng truy nã ở địa bàn, thu gom những đối tượng truy nã ở các địa phương khác vào đây để thành lập một cái ổ nhóm, một cái đường dây để mua bán ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Giai đoạn đầu khi cái vỏ bọc của nó chưa tốt, chưa chắc chắn ý, thì nó phải xuất hiện. Nhưng sau khi nó có vỏ bọc khá chắc rồi thì chính nó là người mà kết nối, điều hành vận chuyển, không dám nói là 100%, nhưng mà cái lượng ma túy ở bên kia biên giới về khá nhiều. Thì đây là vấn đề trăn trở nhất của ban giám đốc công an Sơn La
trong những năm vừa qua và của ban chỉ đạo chuyên án 279LL. Năm 2015, sau khi xử lý xong các toán vũ trang, Công an Sơn La tập trung làm công tác điều tra cơ bản và công tác trinh sát đối với hai đối tượng Tuân và Thuận. Phối hợp cùng các đoàn cán bộ của cấp ủy chính quyền địa phương trong nhiều đợt công tác như trao nhà tình nghĩa, xây dựng phong trào đại đoàn kết, xây dựng các tổ liên gia tự quản. Các mũi trinh sát của Công an Sơn La lại tiếp tục nhiều lần xâm nhập Tà Dê, Lũng Xá, nắm bắt thông tin về các đối tượng cũng như thái độ, cách nhìn nhận của người dân. Từ đó làm cơ sở âm thầm chuẩn bị cho việc đấu tranh chuyên án đặc biệt sắp tới. Đến tháng 7 năm 2015, những mục tiêu của phương án 279LL cơ bản đã đạt được, cho phép lực lượng chức năng Sơn La bắt đầu tập trung đấu tranh với hai đối tượng truy nã đặc biệt, Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Tháng 7 năm 2015, thì Ban Giám đốc Công an tỉnh đánh giá tình hình và nghiên cứu lại toàn bộ hồ sơ, cũng nghe những báo cáo các đơn vị về báo cáo, thì chúng tôi quyết định là xác lập chuyên án mang bí số 18TN đối với Nguyễn Thanh Tuân và 19TN đối với Nguyễn Văn Thuận. Bên cạnh việc xác minh dựng hồ sơ và làm rõ chân dung thủ đoạn tinh vi của các đối tượng, ban chuyên án cũng xác định một loạt vấn đề cần phải được giải quyết trước khi phá án, bởi Lũng Xá Tà Dê trước nay vốn được mệnh danh là vùng lõm về ma túy, nơi có rất nhiều đối tượng truy nã tập trung, không dễ dàng xâm nhập. Đặc biệt trong đó là vấn đề tuyên truyền vận động làm chuyển biến nhận thức cho người dân nơi đây. Việc này xác định là việc có ý nghĩa tiên quyết và phải làm thật chắc chắn, kỹ lưỡng. Ngày 8 tháng 8 năm 2017, tức là thời điểm đấy thì Công an tỉnh Sơn La đang tập trung biên tập để chuẩn bị tổng kết chuyên án 279LL. Lực lượng tinh nhuệ, lực lượng mũi nhọn có thời gian để hỗ trợ cho lực lượng phòng truy nã để giải quyết vấn đề này. Công an tỉnh có họp ban chỉ đạo và quyết định nâng cấp trưởng ban chuyên án từ đồng chí phó đốc công an tỉnh lên giám đốc công an tỉnh, điều chuyển cơ quan thường trực cho cái đấu tranh chuyên án này từ phòng truy nã tội phạm theo đúng chức năng nhiệm vụ của họ chuyển về phòng tham mưu. Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tỉnh Sơn La đã đưa hai chuyên án 18TN và 19TN bước vào một giai đoạn mới với những bước triển khai mạnh mẽ hơn. Ngày 8 tháng 8 năm 2017, sau khi tổng kết chuyên án 279LL, Công an tỉnh Sơn La đã quyết định ban hành kế hoạch số 327, thành lập 8 tổ công tác để tập trung điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ, thông tin, hình ảnh để phục vụ cho việc xây dựng sơ đồ, phương án kịch bản chi tiết để đón bắt đối tượng. 28 đồng chí của phòng truy nã tội phạm, phòng cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Công an Mộc Châu, Vân Hồ được điều động tham gia kế hoạch 327 này. Phương thức, thủ đoạn, hành vi của đối tượng được tập trung làm rõ. Những vấn đề phục vụ cho việc triển khai chuyên án ở những giai đoạn tiếp theo cũng được tập trung ở mức cao nhất. Hai chuyên án bắt đầu có những bước chuyển biến vô cùng mạnh mẽ. Từ vùng Tam Giác Vàng về Sơn La và cuộc chiến không khoan nhượng của lực lượng chức năng với những đối tượng đó. Nói rằng đây là cuộc chiến chưa có hồi kết thì quả là không sai. Bởi lẽ tiêu diệt nhiều nhóm lẻ xâm nhập về nội địa không phải là mục tiêu cuối cùng của cơ quan chức năng. Điều tối quan trọng là phải chặt đứt những mắt xích trọng yếu nhất điều khiển đường dây này. Và cuộc đột kích đã thực sự bắt đầu vào thời điểm tháng 7 năm 2015. Tháng 3 năm 2015. Một nhóm đối tượng bất ngờ xuất hiện tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.
Chúng khoác lên mình bộ dạng của những kẻ giang hồ, được trang bị rất nhiều vũ khí nóng. Chiều chiều đi tuần tra khắp bản, nổ súng thị uy. Một số căn nhà kiên cố được xây dựng theo hệ thống liên hoàn với nhiều lớp tường rào bao bọc, biệt lập với xung quanh. Nhóm đối tượng này bỗng chốc trở thành nỗi kinh sợ của bà con trong vùng. Cũng thời điểm này, chuyên án 279LL đang đi vào giai đoạn cao điểm. Một mặt, công an tỉnh Sơn La xác định phải tập trung lực lượng để đấu tranh quyết liệt với các đối tượng của phương án 279. Mặt khác, sử dụng một bộ phận cán bộ song song tiến hành công tác điều tra cơ bản ban đầu về nhóm đối tượng mới xâm nhập về Tà Dê với những dấu hiệu hết sức nguy hiểm. Thì lúc đó đấy là chúng ta tập trung vào giải quyết những vấn đề liên quan đến cái địa bàn. Và trong đó nổi lên đó là cái phải giải quyết được 42 cái đối tượng truy nã. Mà chủ yếu về truy nã về ma túy ở địa bàn xã Đóng Luông. Trong quá trình chúng ta triển khai thì chúng ta thấy nổi lên có hai cái đối tượng, đó là Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Hai đối tượng truy nã mà qua nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là đây là hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, mà đã bị truy nã ở các chuyên án lớn do cục C47 thời điểm đó xác lập và do công an Quảng Ninh xác lập. Đối tượng Nguyễn Thanh Tuân, sinh ngày 16 tháng 10 năm 1983 tại thôn Lặn, xã Yên Trung, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Chỗ ở: bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Có 4 quyết định truy nã. Quyết định truy nã đặc biệt số 95 ngày 24 tháng 9 năm 2012 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Quyết định truy nã đặc biệt số 17 C47P8 ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Quyết định truy nã đặc biệt số 09 C47P8 ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an. Quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm số 03 TC47 ngày 6 tháng 2 năm 2018 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La. Đối tượng Nguyễn Văn Thuận, tức Thuận Chuột, sinh ngày 15 tháng 7 năm 1984 tại xã Liêm Cầu, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Chỗ ở: bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Có 2 quyết định truy nã. Quyết định truy nã đặc biệt số 19 ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh. Quyết định truy nã đặc biệt số 04 PC47 ngày 3 tháng 8 năm 2015 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La. Hai tên trùm ma túy nổi lên từ lời khai của hàng chục nhóm đối tượng vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới bị lực lượng đặc biệt từ chuyên án 279LL bắt giữ đã thực sự gây chú ý với Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Sơn La với một lý lịch truy nã dày đặc. Và một điều vô cùng nguy hiểm, chúng chính là những kẻ cầm đầu nhóm đối tượng lang bạt được trang bị vũ khí mới xâm nhập về cát cứ tại bản Tà Dê. Những kế hoạch đấu tranh bắt đầu được triển khai một cách quyết liệt. Ngày 8 tháng 7 năm 2015, cùng lúc hai chuyên án được xác lập với bí số 18TN đối với Nguyễn Thanh Tuân, 19TN đối với Nguyễn Văn Thuận. Riêng cái chuyên án này có tính đặc thù riêng là chuyên án để đấu tranh với đối tượng truy nã đặc biệt về tội phạm ma túy. Như vậy là bản thân Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận sau khi bị C47 của Bộ Công an rồi Công an tỉnh Quảng Ninh phá chuyên án thành công, phát hiện bắt giữ, ban đầu nó chỉ có 87 bánh, sau đó mở rộng điều tra và bắt giữ rất nhiều đối tượng thì tổng của cái chuyên án của 006N nó lên đến trên dưới 2.800 bánh heroin vận chuyển về Quảng Ninh để đi tiêu thụ. Thì mình mới thấy được cái vai trò rất lớn đấy, của hai cái đối tượng cộng cán Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận. Thế nên là việc tính toán, trinh sát,
thu thập tài liệu chứng cứ để xác lập một cái chuyên án hay chuyên án đặc biệt này là cả một quá trình. Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận với hồ sơ có 102 đã trở thành một thách thức với cơ quan điều tra công an tỉnh Sơn La. Chúng xưng hùm xưng bá ở nhiều nơi nhưng hiện tại lại rút về một địa bàn hẻo lánh để lẩn trốn. Cơ quan điều tra đã phải làm gì để nắm rõ đường di biến động cũng như những hoạt động phạm tội khác của chúng? Công tác điều tra ban đầu được ban chuyên án nhanh chóng triển khai với hàng loạt kế hoạch như kế hoạch số 29, kế hoạch số 30, thành lập nhiều tổ công tác tập trung rà soát các tài liệu liên quan đến 18TN, 19TN nhằm thu thập những thông tin liên quan đến hai đối tượng này. Nguyễn Thanh Tuân bỏ nhà ra đi từ khi ngoài 20 tuổi, không nghề nghiệp, Tuân dính vào ma túy như một định mệnh. Với sự mưu mô lanh lợi, không bao lâu Tuân trở thành một kẻ cầm đầu của rất nhiều đường dây buôn bán ma túy từ trong nội địa xuyên qua các vùng biên giới, đặc biệt ở khu vực Tam Giác Vàng. Hàng của Tuân có tiếng là chất lượng, bởi dù heroin hay hồng phiến, hàng đá, ma túy tổng hợp, các loại đều là hàng made in Tam Giác Vàng, ít bị pha chế, dập lại như nhiều đầu mục khác. Mặt khác, Tuân có nguồn hàng cực kỳ dồi dào, lấy bao nhiêu cũng có. Bởi vậy, những tay buôn ma túy chuyên nghiệp, có thâm niên thường tìm đến Tuân. Cầm đầu nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, nhưng hầu như Tuân không bao giờ ra mặt, chỉ ngồi một chỗ giao dịch với các chủ hàng và các đầu mối mua hàng qua điện thoại. Nguyễn Văn Thuận là một trong những cộng sự đắc lực của Tuân trong các hoạt động tội phạm về ma túy nhiều năm nay. Cái vấn đề nữa là đặt ra đấy, khi để xác lập cái chuyên án này là chúng ta thấy rằng là cái tuyến hoạt động của tội phạm ma túy từ biên giới vào Việt Nam thì là cơ bản do hai đối tượng này điều hành. Chúng thu gom những đối tượng truy nã ở địa bàn, thu gom những đối tượng truy nã ở các địa phương khác vào đây để thành lập một cái ổ nhóm, một cái đường dây để mua bán ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam. Thế vậy, do vậy, vấn đề đặt ra trong cái thời điểm này là chúng ta phải xử lý, đấu tranh và truy bắt bằng được hai đối tượng này. Ngay khi nắm được những thông tin đầu tiên về nhóm đối tượng đặc biệt nguy hiểm này, nhiều kế hoạch đấu tranh trực tiếp đã được thực hiện. Hàng loạt các biện pháp mềm thể hiện tính nhân văn được thực hiện với hy vọng các đối tượng sẽ chủ động nhận thức rõ hành động vi phạm pháp luật của mình để ra đầu thú. Thế mà kiên trì vận động thuyết phục 6 lần Công an Sơn La, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La và Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La báo cáo với ba ngành của Trung ương và đồng ý chúng ta đã phải làm cái thư kêu gọi gửi đối tượng, thư kêu gọi gửi cho thân nhân gia đình đối tượng, thư kêu gọi để gửi cho chính quyền địa phương nơi mà gia đình đối tượng cư trú, tìm mọi cách thuyết phục tác động vào để cảm hóa cho đối tượng để ra đầu thú, nhưng đều thất bại, không hợp tác. Tuy nhiên, tất cả những thông báo này đều không nhận được câu trả lời từ hai đối tượng. Chúng vẫn tiếp tục cố thủ, cát cứ trong những căn nhà kiên cố của mình. Thậm chí để gây thêm thanh thế ở vùng đất giữ này, đồng thời điều hành cùng lúc nhiều đường dây ma túy khác nhau, hoạt động hết công suất. Tuân lôi kéo những kẻ tiền án tiền sự nhiều hơn tiền mặt. Thành phần giang hồ bất hảo đều đầu quân dưới trướng. Sau này, nhà của Tuân là điểm đến của các đối tượng truy nã ở nơi khác tới tá túc. Khi xâm nhập về bản Tà Dê, Tuân và Thuận một mặt dùng vũ khí đe dọa bà con trong bản. Mặt khác, chúng vẫn tạo lập những mối quan hệ với mục đích để mua chuộc họ. Thi thoảng, chúng sẽ rời nhà để đến một số gia đình quen biết, tham dự một số hoạt động của người dân. Trong tất cả những hoạt động này, chúng đều trang bị vũ khí rất thận trọng với những vòng bảo vệ nghiêm ngặt. Tất cả những việc làm này của chúng đều không qua mắt cơ quan điều tra.
việc trinh sát điều tra cần được mở rộng sang cả các quan hệ gia đình của người thân các đối tượng để đảm bảo không bỏ sót bất cứ hoạt động thông tin nào của chúng. Khoảng tháng 11 năm 2016, bố đẻ của Thuận là ông Nguyễn Văn Ba nhập viện vì mắc bệnh hiểm nghèo. Với nguồn tin có được, ban chuyên án đánh giá Thuận sẽ về thăm bố. Một lực lượng trinh sát đã được tung ra với hy vọng sẽ bắt được Thuận. Tuy nhiên, kiểm soát toàn bộ các lối ra vào cũng như phòng bệnh, các trinh sát chỉ thấy có người vào đưa quà cho người nhà của hắn. Thuận vẫn bật vô âm tín. Sau đó bố Thuận qua đời, một lần nữa tất cả các thành viên ban chuyên án đều đánh giá với quan niệm nghĩa tử là nghĩa tận, Thuận sẽ bí mật trở về nghĩa trang thắp hương cho bố. Nhưng không, 3 ngày đêm theo dõi, lực lượng trinh sát vẫn trở về tay không. Trong quá trình truy tìm tung tích hai đối tượng này, cơ quan công an đã không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, nhưng với bản tính manh động, liều lĩnh, sừng sỏ, chúng đã tìm mọi cách để qua mặt lực lượng chức năng. Một cơ hội thuận lợi để tiếp cận, để bắt giữ Nguyễn Văn Thuận. Khi đi về để thực hiện các cái thủ tục liên quan đến ăn hỏi cưới xin. Thế và chuẩn bị đến ngày ăn hỏi thì lực lượng trinh sát của chúng ta đã có mặt ở địa bàn nơi quê vợ của Thuận. Cho đến ngày đó cũng không có thông tin. Và chỉ hai gia đình gặp gỡ nhau thôi. Thế và đến anh em cho rằng là ngày cưới thì chắc chắn chú rể phải xuất hiện. Và lực lượng trinh sát của chúng ta khá dày đặc. Thế và anh em tiếp cận và nhìn bằng mắt thường nhận diện là đúng Thuận bây giờ. Nhưng mà đến khi tiếp cận thì hóa ra sát thì không phải Nguyễn Văn Thuận. Mà chính là em trai đóng thế để sánh vai với chị dâu trong ngày cưới. Thế và đến lúc sau cái trận đó về thì chúng tôi có rút kinh nghiệm với nhau cho rằng đúng là một tên tội phạm quái quỷ, ma quái đến mức độ như thế. Chúng ta tạm thời thất bại của những cái trận đó. Khi những biện pháp đấu tranh mềm dẻo đã không còn giá trị đối với chúng, yêu cầu đặt ra cho ban chuyên án là phải chuyển hướng đấu tranh sang những phương thức quyết liệt hơn. Lúc này, nhiệm vụ trinh sát ngoại tuyến cũng như các biện pháp nghiệp vụ bí mật khác được đưa vào sử dụng nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn nữa di biến động của hai đối tượng này. Tôi thì trực tiếp được giao làm tổ trưởng tổ công tác số 3, thì gồm 10 đồng chí do tôi đã thống nhất và trong ban chuyên án chọn cử 10 đồng chí ở các đội nghiệp vụ của công an huyện để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến trinh sát phục vụ đấu tranh chuyên án 819 tên là. Cái khó khăn nhất của lực lượng công an là làm thế nào là tiếp cận được với địa bàn, tiếp cận được mục tiêu, tiếp cận với hai nhà nó. Cả là một bài toán rất là khó khăn. Thì buộc chúng ta phải tránh. Một là hóa trang thật tốt, hai là tránh đi đường rừng thôi. Vào để tiếp cận. Thế rồi là từ cái việc bài binh bố trận thì mới thấy được cái tính côn đồ hung hãn của số đối tượng này, nó sẵn sàng chết. Lúc này, thông tin về nhất cử nhất động của hai nhóm đối tượng là yêu cầu cao nhất được đặt ra cho ban chuyên án. Chúng ta cần nắm bắt chính xác các quan hệ, thông tin và các hoạt động hiện hành của các đối tượng trọng tâm này để có những phương án phù hợp tiếp theo. Những ngày tháng bám núi bám rừng bắt đầu. Ngoài ra một nhiệm vụ rất là quan trọng đó là nếu mà muốn các lực lượng chức năng sau này mà đấu tranh mà phá được hai cái bong ke của hai đối tượng này thì chúng tôi phải am hiểu và phải có hình ảnh và phân tích rất là kỹ liên quan đến hai cái điểm trú ẩn của đối tượng này
đối tượng 19 thì tại bản Tà Dê và đối tượng 18T thì cũng tại địa bàn bản Tà Dê. Hai đối tượng này thì khoảng cách là khoảng 600m. Thì nhiệm vụ của các trinh sát là phải xây dựng được clip, hình ảnh, sơ đồ và xây dựng được 3D nhà hai đối tượng này rõ, ví dụ như là phòng nào là đối tượng chính ở, rồi các đối tượng tay chân liên quan, rồi là hầm trú ẩn, rồi nơi mà các đồng chí các đối tượng bài trí các vũ khí và vật liệu nổ để chống lại các lực lượng chức năng. Thì ngoài cái trinh sát ở trên rừng núi cao ấy, thì chúng tôi ém quân ở đấy thì thường thường là chúng tôi ở từ 3 đến 5 ngày. Để ngoài cái việc nhiệm vụ là theo dõi các đối tượng hoạt động chống đối như thế nào thì còn ghi hình lại để phân tích cái nơi mà các đồng chí các đối tượng để ẩn nấp. Khi dừng chân ở Tà Dê, Tuân và Thuận đã thực hiện hàng loạt hành vi phòng vệ rất tinh vi. Một đại bản doanh bất khả xâm phạm đã được xây. Hai khu nhà kiên cố được dựng lên ở những vị trí lý tưởng cho những đối tượng truy nã. Ba mặt giáp rừng, lưng dựa vào núi. Xung quanh được bảo vệ bởi hàng trăm bao xi măng lớn, gỗ với rất nhiều can xăng, bình ga. Một hệ thống camera hiện đại được bố trí dày đặc quanh khu vực nhà để đối tượng có thể kiểm soát tất cả các phương tiện qua lại xung quanh đó. Bên trong nhà đối tượng 18TN là 6 dãy nhà và đều được lợp bằng tôn xanh. 4 dãy phía ngoài sát với tường bao và ngay cạnh cổng ra vào, lần lượt là dãy thứ nhất được làm bằng cửa cuốn và chia làm 2 gian. Gian ngoài để gỗ đến tận trần nhà. Gian trong thứ hai là hầm trú ẩn. Tuân không cho ai vào, kể cả các đối tượng thân tín. Dãy thứ hai, gian ngoài là phòng ngủ của Tuân. Gian phía trong được nối thông với gian thứ hai của dãy thứ ba thành một phòng rộng quay ngang. Phòng này Tuân dùng để tiếp khách đến buôn ma túy và cùng đồng bọn sử dụng trái phép chất ma túy. Nhà của Thuận được xây dựng theo kiểu nhà của đồng bào dân tộc Mông. Thuận xây một căn hầm bí mật với mục đích trốn chạy nếu cơ quan chức năng truy bắt. Đặc biệt hơn trong nhà của hai đối tượng, chứa rất nhiều vũ khí, súng, các loại như AK, AR-15, súng ngắn và rất nhiều đạn, quả lựu đạn. Có lẽ là đây là những cái đối tượng này nó đã nghiên cứu rất kỹ về cái thiết kế những cái lô cốt. Nhà nhưng là lô cốt, nhà có hầm để trú ẩn. Cái thứ hai nữa là nó mua, nó tích gỗ và nó huy động là nó xếp toàn bộ gỗ, vành đai gỗ ở trước nhà là như thế này. Gỗ. Thế mà gỗ thì chỉ có cháy thôi. Chứ còn đống gỗ như thế mà xe của mình có lao qua không lao nổi. Mà bắn loại súng, vũ khí của ta mà bắn vào cái loại đạn thông thường thì bắn vào gỗ thì nó dày đến hơn 44 khối gỗ. Các loại như thế, nó xếp như thế, đều có tính toán để chống lại lực lượng chức năng. Chống không để cho xe chúng ta tấn công vào. Có thể nói là nó có cái tư duy để nó làm cái nhà để phòng thủ rất là chắc chắn. Bởi vì toàn bộ phía đằng sau là những hòn đá, đá cuội nhô lên như thế này. Ở tầm cao 2m, 1m8, 1m7. Thế nếu có bắn vào thì bắn vào đá và hất ra. Nó như thế. Và một cái quan trọng nữa là gì? Nó làm nhà tựa lưng sau núi. Và tính toán đến việc nếu như mà bị động, nếu như bị tấn công thì nó sẽ rút qua con đường độc đạo đó để lên trên núi. Khác người như vậy. Riêng đối tượng nó tính toán rất kỹ. Thế thì qua cái việc mà nó bố trí như thế, bày binh bố trận, rồi nó dùng các cái vật liệu như thế, nó tạo ra một cái bong ke như thế thì mình thấy được là nó manh động, nó hung hãn mà nó liều lĩnh như thế nào. Trong thời gian cơ quan chức năng triển khai chuyên án, thông tin từ các mũi trinh sát nắm được đối tượng Nguyễn Thanh Tuân cùng vợ con có dấu hiệu làm thủ tục giấy tờ trốn sang Malaysia định cư. Ngay lập tức, lực lượng trinh sát đã triển khai một mũi công tác bám sát di biến động của người thân đối tượng, đồng thời cấm xuất cảnh đối với 12 đối tượng, trong đó có Tuân và Thuận.
cơ quan công an cũng đặc biệt theo dõi mọi hoạt động của vợ con Tuân, Thuận, nhằm đưa ra các biện pháp ngăn chặn sự tiếp tế, hỗ trợ của người thân đối với hai đối tượng này. Thưa quý vị và các bạn, 6 lần kiên trì viết thư kêu gọi vận động, thuyết phục ra đầu thú, song hai đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận vẫn kiên quyết chống đối. Từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 3 năm 2018, thời điểm đó Công an Sơn La thực hiện các bước trong kế hoạch 150, thấy rằng hoạt động của tội phạm ngày càng phức tạp, manh động, liều lĩnh, coi thường và bất chấp pháp luật, cần có sự chỉ đạo sát sao hơn. Do vậy, Giám đốc Công an Sơn La đã báo cáo trực tiếp và đề xuất lãnh đạo bộ giao cho Giám đốc Công an Sơn La trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hai chuyên án này, đồng thời cho áp dụng biện pháp đấu tranh vũ trang với hai đối tượng. Đề xuất bộ chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ Công an Sơn La về phương tiện kỹ thuật để phá án. Từ đây, hai chuyên án bước sang một giai đoạn nữa, mạnh mẽ nhất và quyết liệt nhất. Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, trưởng ban chuyên án, Đại tá Trần Anh Tuấn đã được lãnh đạo bộ giao hoàn toàn nhiệm vụ chịu trách nhiệm với chuyên án 18-19TN. Phải đối đầu với những tên trùm tội phạm như thế nào cho hiệu quả? Phải làm thế nào để ổn định được đời sống bà con nhân dân và đảm bảo sự an toàn cho hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia trực tiếp? Chăn trở suy tư nhiều đêm, Đại tá Trần Anh Tuấn cùng toàn bộ thành viên thấy không thể để hai chuyên án tiếp tục kéo dài. Đối tượng lộng hành, sức cùng sức bá, làm gương xấu cho những kẻ khác. Ban giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo lực lượng trinh sát là tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đi sâu vào nắm phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, và bằng các biện pháp nghiệp vụ chúng tôi đã xác định được hai đối tượng đã trang bị rất nhiều các loại vũ khí để chống trả lại lực lượng chức năng. Nếu mà chúng ta áp dụng cái biện pháp đấu tranh thông thường để chúng ta đấu tranh với hai cái đối tượng truy nã này thì có lẽ hết sức khó khăn, mà có thể nó sẽ gây thương vong cho quần chúng nhân dân ở xung quanh đó, cũng như là cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia cái chuyên án này. Thế do vậy mà đã đề xuất với lãnh đạo bộ là áp dụng biện pháp đấu tranh vũ trang. Ngày 2 tháng 4 năm 2018, Công an Sơn La ra quyết định thành lập 3 đội công tác. Đội 1 gồm 85 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tổ chức tuần tra kiểm soát tuyến đường chính vào Tà Dê, Lũng Xá. Từng bước siết chặt việc kiểm soát người, phương tiện nhằm hạn chế việc tiếp tế lương thực thực phẩm cũng như số đối tượng từ ngoài và giúp sức cho hai đối tượng chính, đồng thời xây dựng hình ảnh thân thiện giữa công an với người dân sở tại. Trong quá trình thực hiện thì tổ công tác đã kiểm tra hành chính và giáo dục răn đe các đối tượng không được vào bản Tà Dê để tiếp cận đối tượng 18T và 19T, và cũng nói rõ luôn là hai đối tượng này đang trong diện đấu tranh vận động để các đối tượng ra đầu thú, và nếu mà các đối tượng ở dưới xuôi vẫn cố tình vào thì cơ quan chức năng sẽ có biện pháp để ngăn chặn và đẩy đuổi các đối tượng. Đội 2 gồm 7 đồng chí tập trung các giải pháp tuyên truyền vận động hai đối tượng 18-19TN và các đối tượng truy nã liên quan tại địa bàn Lũng Xá, Tà Dê ra đầu thú. Đội 3 gồm 10 đồng chí là tổ trinh sát thực hiện các hoạt động nghiệp vụ bí mật để nắm bắt các quan hệ, thông tin và các quan hệ hiện hành của các đối tượng trọng tâm như quan hệ gia đình, người thân, không để thân nhân đối tượng có các hành vi gây sức ép cản trở lực lượng công an. Xây dựng sơ đồ địa hình địa vật, nơi ở của đối tượng, trang bị vũ khí, chất cháy, nổ, phòng thủ để chống đối lực lượng chức năng, phục vụ cho việc xây dựng phương án tổng thể để phá án. Qua công tác trinh sát và nhiều biện pháp nghiệp vụ, thấy rằng xung quanh đối tượng chính luôn có rất nhiều đối tượng vệ tinh giúp sức.
ban chuyên án đã họp bàn và nhận định muốn phá án thành công nhất thiết phải bóc tách ra đối tượng vệ tinh khỏi hai đối tượng chính. Bởi nếu để chúng ở lại giúp sức cho Tuân, Thuận thì đây sẽ là những tay súng liều lĩnh, manh động, sẵn sàng xả súng vào lực lượng chức năng và người dân khi phá án. Các trinh sát của Công an Sơn La được giao nhiệm vụ đi rất nhiều tỉnh thành trong cả nước như Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Hòa Bình để xác minh thông tin lý lịch của những đối tượng tay chân, sau đó đưa ra các kế hoạch cụ thể để bóc tách các đối tượng. Cuối tháng 4 năm 2018, qua công tác trinh sát, lực lượng Công an Sơn La phát hiện một đối tượng thân tín của Nguyễn Thanh Tuân là Việt Trè dùng xe bán tải đi đón hai đối tượng khác là Nguyễn Mạnh Phú và Bạch Công Dũng từ Hà Nội đến Mộc Châu để tìm cách đưa vào Tà Dê tăng cường canh gác bảo vệ cho chủ ma túy. Các đối tượng xuống xe bán tải tại địa điểm tập kết là nhà của Việt Trẻ tại Mộc Châu. Sau đó chúng đã thay đổi phương tiện di chuyển bằng xe buýt. Để tránh sự chú ý của lực lượng chức năng, chúng phân tán thành hai nhóm nhỏ. Đầu tiên chúng thả Bạch Công Dũng tại quốc lộ 6 để đối tượng này bắt xe khách đi vào bản. Còn Việt Trẻ và Nguyễn Mạnh Phú tiếp tục đi xe buýt vào bản bằng đường khác. Thế nhưng chúng không thể ngờ, nhất cử nhất động của chúng đều đã nằm trong tầm kiểm soát của các trinh sát công an. Mỗi bước đi của chúng đều bị theo sát. Bởi vậy, cả ba đối tượng này đồng thời bị lực lượng công an của chúng ta đón lõng bắt gọn. Kết hợp với hoạt động tuần tra kiểm soát công khai tại ba tuyến đường ô tô chính ra vào tại hai bản Hồng Xá và Tà Dê, chỉ sau đúng 2 tháng triển khai kế hoạch, Công an Sơn La đã đưa được hơn 10 đối tượng là tay chân thân tín của Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận vào trung tâm cai nghiện. Như thế là chúng tôi đã làm được cái nhiệm vụ mà đã cắt đứt được cái nguồn tiếp tế cũng như hỗ trợ của về các đối tượng chân tay của đối tượng 18 và 9 tên rồi. Chúng tôi đã đề xuất với ban chuyên án là chưa thích hợp để xử lý hình sự ngay thời điểm đấy các đối tượng này, mà chúng ta cần phải khống chế và đưa các đối tượng này vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Thứ nhất để cách ly, thứ hai để quản lý, thứ ba là để chúng ta có thời gian để khai thác các đối tượng này liên quan đến để các đối tượng này cung cấp cho chúng ta. Thứ nhất là về hai cái địa điểm bo ke mà các đối tượng này đã ẩn nấp ở đây. Rồi ở bên trong thì có những cái gì, vũ khí thì có những cái gì, rồi các đối tượng hoạt động chống đối như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, việc bóc tách thành công những đối tượng vệ tinh ra khỏi hai đối tượng chính là một bước quyết định vô cùng sáng suốt của ban chuyên án 18TN và 19TN. Thế nhưng để phá án thành công, cần phải có một điều kiện tiên quyết nữa, đó là sự ủng hộ của người dân sở tại. Đây thực sự là một thử thách lớn đối với ban chuyên án, bởi để xây dựng được thế trận lòng dân ở nơi được mệnh danh là vùng lõm ma túy, là vùng đất quỷ dữ, đó là một việc không dễ dàng. Ban chuyên án cần phải có những kế sách gì? Không phải đợi đến thời điểm phá án, mà ngay khi hai chuyên án 18TN và 19TN được thành lập, ban chuyên án đã đặt trọng tâm vào công tác tuyên truyền vận động người dân. Để làm được điều này, trước hết cần phải có sự phối hợp chặt chẽ tích cực giữa lực lượng công an với cấp ủy chính quyền địa phương. Đối với cái chuyên án 18TN và 19TN thì một trong những nhiệm vụ mà lực lượng công an huyện Vân Hồ tham mưu và triển khai là cái công tác vận động để đối với người dân, để người dân ủng hộ lực lượng chức năng trong cái việc mà vận động tuyên truyền cũng như là xử lý đối với hai cái đối tượng này. Vào thời điểm đó là có trên 20 đối tượng bị truy nã đang ở trên địa bàn, và các đối tượng truy nã này thì thường là tàng trữ cái vũ khí trái phép, có cả vũ khí quân dụng và vũ khí tự chế, và sẵn sàng để chống trả cái lực lượng chức năng và để lẩn trốn.
thì các đối tượng câu kết với nhau và tiếp tục có cái hoạt động buôn bán ma túy, mua bán ma túy, nên là cái tính chất ở địa bàn đây phức tạp. Đồng thời vì các đối tượng truy nã thì đều là người bản địa ở đây, nên là có cái sự che chở bao bọc của người dân, tức là người thân nhân gia đình họ. Giai đoạn năm 2014-2015, Công an Vân Hồ phối hợp với cấp ủy chính quyền Vân Hồ thực hiện tuyên truyền diện rộng trên toàn địa bàn xã. Các tổ công tác của cấp ủy chính quyền huyện, xã, công an huyện thường xuyên xuống địa bàn. Do đồng bào người Mông, nhiều người không biết tiếng phổ thông, lại sống tương đối khép kín và có tâm lý cảnh giác cao, nên việc tuyên truyền gặp nhiều khó khăn. Các tổ công tác phải cử cán bộ là người Mông để dễ dàng hơn trong việc tiếp cận người dân. Chúng ta phải gây được cái uy tín. Đấy, uy tín thì nếu chúng ta vào mà không có phương pháp, không có cách tiếp cận thì không gây được cái niềm tin của bà con, thì bà con người ta không tin và không nghe. Đấy, khi anh vào anh nói với dân, đấy, phải được người ta nghe. Rồi cái nội dung tuyên truyền là phải được người ta hiểu. Đấy, khi chưa hiểu thì chúng ta chưa thể tuyên truyền được. Có khi chúng ta phải đi sâu vào phân tích từng kẽ một. Ví dụ như là trong cái các bản cam kết thì có bao nhiêu nội dung, các nội dung đó thì nó sẽ đụng chạm như thế nào thì chúng ta cần phải phân tích cho bà con. Các cái chuyến công tác của các tổ công tác cắm bản đều có thành phần lực lượng công an tham gia để làm công tác khảo sát, nắm bắt địa bàn, nắm bắt tình hình, nắm bắt tư tưởng, tâm lý của nhân dân, cũng như nắm bắt về cái tình trạng của các cái đối tượng tội phạm ma túy hoạt động trên địa bàn. Tuyên truyền vận động người dân nơi đây là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, bền bỉ. Bởi do truyền thống, nhận thức, tính chất, việc chuyển đổi nhận thức đối với đồng bào Mông không thể là việc làm một sáng một chiều. Bên cạnh đó, hai đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận trong thời gian sinh sống trên địa bàn cũng rất khôn ngoan, quỷ quyệt. Chúng thường xuyên dùng tiền để lấy lòng một số hộ dân, hòng xem như đó là một bình phong để chúng tiếp tục những hoạt động chống đối pháp luật của mình. Thực tế ở hai bản, một số hộ dân được hưởng lợi đã có thái độ bao che cho chúng. Thế nhưng trong quá trình sinh sống, với bản tính hung hãn, manh động, hai đối tượng và đàn em của mình gây ra không ít mâu thuẫn bất đồng với bà con nhân dân nơi đây. Bọn này nó làm công tác dân vận khá tốt ấy. Thế nhưng mà tuy nhiên trong cuộc sống thì nó vẫn phải có những vấn đề. Thế mà chúng ta khai thác những cái mâu thuẫn giữa dân sở tại với những đối tượng này để chúng ta có cái gì đó, chúng ta khai thác, tranh thủ thuyết phục người dân ở đây ủng hộ ở cái thời điểm mà cần thiết. Sau thời gian dài kiên trì từng bước vận động, đánh giá thấy nhận thức của nhân dân đã có chuyển biến tích cực. Để chuẩn bị cho phá án, lực lượng chức năng đã quyết định thăm dò, tổ chức phát phiếu lấy ý kiến phản ánh tố giác của nhân dân đối với người bị truy nã đang lẩn trốn ở địa bàn. Kết quả có 180 trên tổng số 202 hộ dân của hai bản Lũng Xá và Tà Dê tham gia bỏ phiếu. 95% hộ dân nhất trí đề nghị đẩy đuổi Tuân và Thuận ra khỏi địa bàn. Đây là một tín hiệu vô cùng đáng mừng. Tuy đã đạt được sự đồng thuận ở mức độ cao, song lực lượng chức năng cũng không vội vàng mà tiếp tục kiên trì đến tận nhà thuyết phục những hộ dân chưa nhất trí. Lần phát phiếu thứ hai, kết quả 100% những người tham gia lấy ý kiến ở Tà Dê, Lũng Xá đã đồng ý với chủ trương của lực lượng chức năng là quyết tâm đẩy đuổi hai đối tượng trên ra khỏi địa bàn. Quá trình tuyên truyền vận động thì bà con đã nhận thức ra được và hiểu ra được là tác hại của ma túy, đồng thời là cái hiểu được những cái đối tượng nguy hiểm như đối tượng Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận và đối tượng truy nã. Và từ đó chúng tôi thâm nhập đến tận gia đình và chúng tôi cũng đưa cho các hộ ký được cái bản cam kết là tuyệt đối là không được tiếp tay và không được giao du với những đối tượng mà đối tượng truy nã. Đến gần thời điểm phá án,
Công tác dân vận được đánh giá là rất thành công ở hai bản Lũng Xá, Tà Dê. Điều kiện để chúng ta phá án thành công đã đạt được. Lúc này tổng hợp thông tin từ các mũi trinh sát báo về đã cho công an Sơn La một hình dung tổng thể và cụ thể nhất về thiết kế bong ke cũng như cách bài trí vũ khí, đạn dược bên trong của chúng. Ban chuyên án cần phải có những tính toán chi tiết cho kế hoạch phá án của mình. Nhiều tháng trời, những chiến sĩ của lực lượng công an Sơn La thực hiện nhiệm vụ trinh sát nhà hai đối tượng. Vũ khí, lương thực, phương tiện kỹ thuật được chuẩn bị cho những cuộc hành quân bí mật thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày mỗi đợt trên khu vực rừng núi bao quanh nhà các đối tượng. Để phá án, bắt buộc phải có những hình ảnh phân tích kỹ liên quan đến hai điểm trú ẩn này. Với kiến thức được đào tạo trong các trường công an và thực tiễn quá trình công tác, đặc biệt từ thực tiễn đấu tranh trong chuyên án 279LL, các trinh sát công an Sơn La đã hóa trang và triển khai tốt nội dung này, khiến cho các đối tượng không nghi ngờ gì. Từ đó đã thu thập đủ những tin tức, hình ảnh, đặc biệt là vũ khí của đối tượng. Ngoài ra, cả những nội dung mà các đối tượng bàn bạc để chống đối lại lực lượng chức năng cũng được các trinh sát nắm bắt rất rõ. Một tên tội phạm ở một nhà mà tàng trữ đến trên 7.000 viên đạn, và tất cả các cái băng đạn ở súng sẵn rồi lắp vào súng và băng đạn dự phòng ngoài đều được lắp đạn đầy sẵn sàng chống đối, để công khai ở ngay trong khu vực bàn uống nước dưới hầm rồi cả mọi nơi, phải sẵn sàng cầm súng là nổ súng được ngay. Dường như nghe ngóng được chút thông tin về hoạt động của các cơ quan chức năng, càng gần đến ngày ta chuẩn bị phá án, Tuân và Thuận cũng cử đàn em đệ tử đi mua nhiều bình ga, xăng để gia cố nơi ở, sẵn sàng chống đối đến cùng. Bản tính liều lĩnh, manh động, thách thức pháp luật của chúng ngày càng bộc lộ rõ. Chúng đã học được trên internet một hình thức là bom xăng bằng bình ga và xăng. Theo tính toán của chúng, toàn bộ số bình ga và những can xăng này sau khi mua về sẽ được xếp ở khu vực trọng yếu ở nhà. Đặc biệt ở cổng sẽ có hai cặp bình ga to, cứ hai bình ga lại chèn một can xăng 3 lít. Một bình ga nếu phát nổ thì sức công phá của nó có bán kính 200m. Nếu cả chục bình ga như vậy nổ thì hậu quả sát thương sẽ vô cùng khủng khiếp. Đây là việc cực kỳ nguy hiểm, là đòn cân não đối với ban chuyên án. Từ những thông tin chính xác chi tiết này, mô hình bong ke của hai đối tượng đã được dựng lên. Song song với đó, các tình huống tập trận giả định cũng được công an tỉnh Sơn La đưa ra để chuẩn bị cho công tác phá án. Giám đốc công an tỉnh Sơn La và toàn bộ ban chuyên án trực tiếp ra thao trường tập huấn, chỉ đạo huấn luyện các phương án tác chiến. Phương án tổng thể cho kế hoạch tác chiến, việc sắp xếp vị trí con người, lựa chọn phương tiện vũ khí cũng phải được tính toán kỹ. Trong quá trình tập luyện, công an Sơn La đã nhiều lần thay đổi phương án cho phù hợp với tình hình thực tế. Ban chuyên án cũng đã tổ chức một số lần di chuyển hành quân, phương tiện vũ khí từ trung tâm thành phố xuống, rồi gần địa bàn Lũng Xá, Tà Dê, rồi sau đó lại rút về xem phản ứng của đối tượng thế nào. Từ đó tiếp tục điều chỉnh, bổ sung để có phương án đánh chính thức. Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cũng thông báo cho Trung đoàn 24, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Bắc hỗ trợ công an Sơn La giải quyết địa bàn trọng điểm phức tạp này. Ngay sau khi nhận được quyết định của Bộ Công an, kế hoạch của Ban chuyên án và đề nghị của Công an tỉnh Sơn La, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã khẩn trương tổ chức làm việc, thống nhất với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La triển khai tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao, chỉ huy các cấp tổ chức quán triệt cho cán bộ chiến sĩ nắm chắc yêu cầu nhiệm vụ, triển khai mệnh lệnh nghiêm túc, bí mật, kịp thời. Giai đoạn này là giai đoạn cam go nhất. Và mọi cái diễn biến của tội phạm được chúng ta kiểm soát cũng hết sức chặt chẽ. Nhưng ngược lại, những cái hoạt động của chúng ta cũng bị các đối tượng giám sát và cho người theo dõi chúng ta cũng hết sức chặt chẽ. Có thể nói rằng mọi cái ý đồ về chiến lược, về chiến thuật, về kế hoạch tác chiến, phương án tác chiến đều phải được đảm bảo bí mật một cách tối đa.
những trận đánh lớn như thế này thì cái khâu chuẩn bị nó phải rất lớn và rất nhiều lực lượng tham gia. Song song với kế hoạch tập luyện, ban chuyên án cũng đã nghiên cứu tính toán rất kỹ, đưa ra các phương án nhằm làm vô hiệu hóa tối đa hoạt động tấn công phản kháng của đối tượng. Tại bong ke của mình, đối tượng đã dùng điện đánh toàn bộ vào dây thép gai quanh nhà, mái tôn và các thiết bị nổ, đấu nối điện vào bình ga mà chúng đã chuẩn bị sẵn. Khi có dấu hiệu tấn công, đối tượng sẵn sàng kích điện. Cán bộ công an Sơn La đã trực tiếp đến làm việc với Sở Điện lực tỉnh, đặt vấn đề phối hợp nhằm làm vô hiệu hóa đối tượng. Dùng cái phương án lợi thế của mình, đó là mình bí mật khống chế điện này, nhưng phải đẩy cái đối tượng vào tình trạng bất ngờ. Nó đang hy vọng vào cái đó chống đối mình. Mình mà cắt điện sớm, nó hiểu rằng cái việc này bị vô hiệu thì nó sẽ dùng các biện pháp khác để chống chế mình. Nên là cái việc này mình đã biết và mình đã có cái biện pháp để chế áp việc đấy, thì mình phải làm bất ngờ để đối tượng không dùng cái biện pháp khác, hạn chế cái việc biện pháp khác chống đối lại mình. Thế thì đòi hỏi cái hoạt động tắt điện này phải rất bất ngờ. Thực tế khi lực lượng của mình xuất kích, anh Tuấn giám đốc công an tỉnh cho quyết định cắt điện lưới chỉ còn 5 cây số cách mục tiêu tấn công. 5 cây số. Khi lực lượng trinh sát của mình vây chặt rồi, đối tượng không áp dụng biện pháp khác được nữa. Càng gần đến ngày quyết định phá án, những cuộc họp của ban chuyên án càng dày đặc, căng thẳng. Từ ngày 4 tháng 5 cho đến khi phá án chưa đầy 2 tháng, ban giám đốc công an tỉnh, ban chuyên án họp 23 lần, chưa tính đến những cuộc trao đổi nhanh, hội ý trực tiếp giữa giám đốc với bộ phận tham mưu, bộ phận tổ trưởng của trinh sát. Thậm chí có những ngày họp trao đổi kế hoạch 3-4 phiên. Nhiều cán bộ ban chuyên án làm việc xuyên đêm để trăn trở đưa ra những phương án phá án tốt nhất. Cân nhắc kỹ càng, ban chuyên án quyết định kết hợp giữa đấu tranh trinh sát và đấu tranh vũ trang công khai. Mục tiêu cao nhất là đánh bắt được 2 đối tượng nhưng phải đảm bảo an toàn cho cả lực lượng chiến đấu và nhân dân. Thế nhưng phương án tác chiến như thế nào thì chỉ có một mình đại tá Trần Anh Tuấn, giám đốc công an tỉnh Sơn La, trưởng ban chuyên án mới có quyền quyết định, và phải đến chiều ngày 26 tháng 6 năm 2018, tức là chỉ trước thời điểm tấn công một đêm mới cho phép công bố. Thưa quý vị, sau thời gian chuẩn bị kỹ càng, lên những phương án với chỉ số an toàn cao nhất cho cán bộ chiến sĩ tham gia chiến đấu và nhân dân địa phương, thời điểm phá án đã được xác định. Tối ngày 25 tháng 6 năm 2018, khi đa số người dân đều bị cuốn vào không khí của trận bóng đá giữa mùa World Cup, trước màn hình TV không ai có thể biết rằng một lực lượng chiến đấu đã âm thầm, bí mật hành quân vào những vị trí được phân công để thực hiện một nhiệm vụ hết sức đặc biệt. Chiều muộn ngày 26 tháng 6, một cuộc họp căng thẳng giữa thành viên trong ban chuyên án. Sau nhiều tháng chờ đợi, chuẩn bị các điều kiện chín muồi, thì đây được xác định là thời điểm quyết định để ta tấn công vào hệ thống bong ke của hai đối tượng truy nã. Lúc này chúng ta đã nắm được chắc chắn việc đối tượng bố trí các bom ga, bom xăng và nhiều vũ khí để chống đối lực lượng chức năng, cũng như bóc tách được phần lớn các đối tượng vệ tinh. Tuy nhiên, chưa xác định được chính xác còn bao nhiêu đối tượng trong nhà và số lượng vũ khí đạn dược. Không thể để đối tượng lộng hành thêm nữa, thời điểm tác chiến đã đến. Thì vào cái buổi chiều ấy, thì các ông chí trong ban chuyên án có ngồi với tôi. Tôi mời các ông chí về ở cái địa điểm đóng quân của chúng ta ở cái huyện Mộc Châu. Tôi xin ý kiến. Bởi vì rằng là cái phương án tác chiến tôi vẫn đang cầm ở trong tay. Về phương án đánh bắt ở đây thì có thể nói là đưa ra một trong những cái mục tiêu, mà mục tiêu số 1 là bắt được đối tượng nhưng an toàn. Trong trường hợp đặc biệt mà nó chống đối lại một cách quyết liệt thì là phải xử bằng biện pháp rắn nhất. Đã đến lúc không còn chịu được nữa và không thể để đối tượng này mà nó xưng hùng xưng bá cái vùng này nữa. Trước khi vào trận đánh được xác định là rất nguy hiểm, cần đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho người dân sở tại. Công an Sơn La đã phối hợp với cấp ủy chính quyền huyện Vân Hồ, xã Lóng Luông, vận động người dân ủng hộ với chủ trương
đẩy đuổi hai đối tượng ra khỏi địa bàn. Lúc này một mũi công tác được triển khai về những hộ dân nằm ở vị trí ngay sát nhà đối tượng. Sơ tán những hộ dân này về khu vực an toàn để tránh xảy ra thương vong khi chúng ta tấn công vào và đối tượng có hành vi chống trả lại. Từng hộ gia đình đều có cán bộ huyện, cán bộ xã và cán bộ công an. Ít nhất mỗi nhà có 3, giữ dân ở yên trong nhà, không được đi vào cái vùng tác chiến. Thứ hai nữa là những hộ gia đình mà nằm trong danh sách mà phải di chuyển, tức là những hộ gia đình ở gần nhà Tuân, nhà Thuận thì phải di chuyển toàn bộ, hoặc theo cái hướng của nó. Một cái hướng đây nói rõ luôn với là hướng tấn công của ta, thì bắt buộc là phải đưa dân sơ tán. Sơ tán có chỉ đạo, sơ tán có tổ chức, và huyện lúc đó đảm nhiệm việc nấu cơm cho dân ăn trong vòng 2 hoặc đến thậm chí cả 3-4 ngày, sẵn sàng đáp ứng. Với ban chuyên án, mục tiêu cao nhất trong trận đánh này không phải chỉ là triệt xóa thành công hai bong ke của đối tượng, mà chính là sự an toàn tuyệt đối của người dân. Vậy nên giữa khối lượng công việc khổng lồ chuẩn bị cho tác chiến, ban chuyên án vẫn dành sự quan tâm rất lớn đến các công tác nhằm mang lại sự yên tâm và tin tưởng cho nhân dân. Xe của chúng tôi đi đến đâu thì bà con nhân dân đã ra hai bên đường mà vẫy tay và chào và vỗ tay. Đấy là một hình ảnh mà không bao giờ có thể trong trinh sát của chúng tôi có thể quên được. Một cái địa bàn phức tạp, nóng bỏng bậc nhất về tội phạm ma túy và có ý thức chống đối rất là cao, thì ngay sau một thời gian rất là ngắn triển khai công tác vận động chúng thì nhân dân từ chống đối đã chuyển sang ủng hộ lực lượng chức năng. Khi sơ tán xong người dân, Giám đốc Công an tỉnh, trưởng ban chuyên án kiểm tra xong tuyệt đối an toàn, sơ tán người dân an toàn. Tất cả các lực lượng vũ trang công khai đã vào vị trí. Lực lượng trinh sát ém sẵn phong tỏa mục tiêu tấn công. Ngoài không vào, trong không ra được. Khu vực bao quanh nhà hai đối tượng 18TN và 19TN là một vùng rừng núi với nhiều đặc điểm lý tưởng cho việc lẩn trốn khi đối tượng bị truy nã. Nhưng chúng cũng không thể ngờ rằng từng vị trí trọng yếu đã bị lực lượng chức năng của ta ém quân bao vây chặt chẽ. Cùng với việc triển khai lực lượng đấu tranh trinh sát bí mật, 4 giờ sáng ngày 27 tháng 6, 300 cán bộ chiến sĩ tinh nhuệ nhất thuộc 11 đơn vị chiến đấu với phương tiện chiến đấu tiến vào lục xá Tà Dên. Chúng ta sử dụng xe đặc chủng để tham gia chuyên án, gồm 5 xe S5 và 2 xe thiết giáp, di chuyển 300 cán bộ chiến sĩ cùng vũ khí và phương tiện kỹ thuật rất lớn. Sau nhiều lần hành quân giả định trước đó, thời điểm di chuyển quân được xác định tránh đánh động mạnh đến hai đối tượng. Đây là lực lượng sẽ trực tiếp đối đầu những tên tội phạm truy nã nguy hiểm nhất. Mình sử dụng lực lượng cán bộ chiến sĩ khá là đông, huy động lực lượng an ninh cơ sở tạo ra thành 4 vành đai chính. Cái 2 vành đai bên ngoài là 2 cái trạm kiểm soát bên ngoài đề phòng đối tượng ở nơi khác đến. Cái đấy là hoạt động nghiệp vụ. Thế bắt đầu vào đến vòng sâu trong là cách được khoảng chừng 3 cây số. Đấy là cái vành đai ngoài để ngăn dân và ngăn ngay cả những đối tượng khác nếu có ý đồ
để lọt vào khu vực chúng ta tác chiến. Đến vòng thứ hai nữa là vòng ở diện rộng, chủ yếu là lực lượng công an ở toàn bộ đồi núi để ngăn đối tượng, đề phòng đối tượng lọt ra bên ngoài, chạy ra bên ngoài. Và cũng đề phòng là đối tượng là dân sở tại, vì trên rừng núi nó đường nó rộng, nó mênh mông lắm. Thì những đường ngang ngõ hẻm thì đối tượng ở đấy người ta biết, dân người ta biết rõ, đề phòng người ta đến xem. Và cái vành thứ ba là vành gần sát lõi, là cái vành là làm nhiệm vụ để ngăn tuyệt đối bất kể những người không có nhiệm vụ không thể nào đột nhập vào khu vực đó được. Và cái tuyến trong cùng là lực lượng tác chiến. Chúng ta phải tính toán như thế nào cho nó hết sức kỹ lưỡng. Lý do ấy là chúng ta đánh hai điểm cùng một lúc, hai vị trí cùng một lúc. Thì nếu mà chúng ta không giải quyết đồng thời cái việc này thì một là đối tượng nó sẽ trốn. Cái vấn đề thứ hai nữa, nó không trốn thì nó sang nó hỗ trợ và thêm tay súng để chống lại ta. Nhà đối tượng 18TN và 19TN cách nhau 600m. Chúng thường xuyên liên lạc và hỗ trợ nhau. Lực lượng tác chiến chia thành hai tổ. Một tổ do đồng chí Trần Anh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, trưởng ban chuyên án phụ trách nhà của đối tượng 18TN. Một tổ do đồng chí Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Phó trưởng ban chuyên án, phụ trách nhà đối tượng 19TN. Cửa khóa trong, thì có người trong. Cửa khóa trong thì khả năng lại có người ở trong. Hai tổ này chịu sự chỉ đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ với nhau. Tôi đang cho anh em dò mình xung quanh nhà xong rồi. Anh phải hết sức cẩn trọng cho anh em kiểm tra kỹ sau đó mới vào. Báo cáo giám đốc rõ. Thể hiện tính nhân văn của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, ban chuyên án đã sử dụng các biện pháp mềm dẻo nhằm khơi gợi lại, đánh thức phần con người nhất bên trong đối tượng. Đồng chí trưởng ban chuyên án kiên định chỉ nổ súng tấn công vào một số vị trí cố định, vẫn để những khoảng trống trong địa hình địa vật của đối tượng, bỏ ngỏ những khoảng thời gian nhất định để nếu đối tượng mong muốn thì sẽ có điều kiện để ra hàng. Yêu cầu các đối tượng trong nhà Nguyễn Thanh Tuấn ra đầu hàng sẽ được đảm bảo an toàn cho tính mạng. Lực lượng công an đã dùng loa kiên trì vận động thuyết phục đối tượng. Lời kêu gọi được phát đi bằng cả tiếng Việt và tiếng Mông nhằm đảm bảo đối tượng người đồng bào đang ở trong mục tiêu tấn công có thể hiểu được. Ban chuyên án cũng đã tính toán đến trường hợp kể cả đối tượng nấp dưới hầm vẫn có thể nghe được lời kêu gọi. Thế nhưng đáp trả hy vọng của lực lượng chức năng chỉ là sự im lặng. Biện pháp nhân văn cuối cùng được kỳ vọng là sẽ làm thay đổi bản chất máu lạnh của các đối tượng. Mẹ của một số đối tượng đang ẩn nấp trong bong ke được đưa tới hiện trường, ngồi trong xe bọc thép kêu gọi thuyết phục con trở về. Nguyên bản âm lượng là đảm bảo độ chính xác của âm thanh rất là rõ ràng, không có trộn lẫn. Thậm chí cả những cái từ địa phương ở Thạch Thất là bà mẹ được phát lên nói. Rồi tôi có dặn nói rõ là vì lúc đó mình đứng đấy, dặn hết là chị phải phát nguyên bản tiếng địa phương để con nó nghe thấy, không ai bắt chiếc được. Không phải ra đây.
1 tiếng rưỡi đồng hồ trên hệ thống loa, hai bà mẹ thay nhau nói để gọi con ra, nhưng không bật tin, không có một gì. Ban đầu là còn được được chào đón bằng một loạt những quả nổ ban đầu, nhưng ban đầu chắc là chưa biết là mẹ, cứ tưởng là bằng băng ghi âm thôi. Thưa quý vị, 1 tiếng rưỡi đồng hồ, người mẹ đã kiên trì dùng loa thuyết phục con trai. Bình thường giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi nghe tiếng mẹ, những đứa con đều sẽ trở về. Nhưng Tuân và Thuận thì không như thế. Với sự vô cảm, liều lĩnh coi thường mạng sống và thách thức pháp luật là bản chất không thể thay đổi của hai đối tượng này, chúng đã bỏ ngoài tai những nỗ lực nhân văn cuối cùng của lực lượng chức năng. Bắt đầu từ đây, sự trao đổi giữa hai chiến tuyến chỉ bằng tiếng súng. Ta bắn quả cay, quả nổ để trấn áp. Đáp trả lại một cách bất chấp, đối tượng đã xả súng về phía lực lượng chức năng như một lời thách thức và tuyên bố sẽ tử thủ đến cùng. Súng Đại Liên, một loại hỏa lực mạnh đã được đưa vào trận đánh. Tám giờ 15 phút sáng ngày 27 tháng 6, sau 45 phút bắt đầu trận đánh, một đối tượng đã phát tín hiệu xin hàng. Mọi người đeo khăn trắng à? Bỏ vũ khí, cởi quần áo, đi ra ngoài sẽ được đảm bảo an toàn tính mạng. Giơ tay lên đầu, vẫy cờ trắng. Tiến lên. Đối tượng tiến lên. Tránh nhanh. Yêu cầu các đối tượng tiếp theo trong nhà Nguyễn Thanh Tuân ra đầu thú. Trong đó có thằng nào không? Trong đấy có thằng nào không? Có thằng nào? Lấy đây. Hả? À? Trong đấy. Anh ơi, không ra được. Chưa. Không có hành vi phạm tội liên quan đến Nguyễn. Không thằng à? Xác định trong nhà đối tượng còn 5 đối tượng và quyết tâm tử thủ, các đối tượng có gai mìn. Như vậy là chúng ta đã thuyết phục, chúng ta đã kêu gọi là đối tượng lại không ra đầu thú mà lại đang chuẩn bị vũ khí hỏa lực mạnh để tấn công lại lực lượng của chúng ta, để đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Tôi đề nghị đồng chí chỉ đạo anh em bắn hỏa lực cảnh cáo. Đó. Trong những trận chiến đấu như thế thì các đồng chí trong ban giám đốc đều ra trận, cũng không cứ gì tuổi tác, mình làm chỗ dựa cho anh em, mình trực tiếp chỉ đạo tại chỗ để xử lý những tình huống đột xuất xảy ra. Đấy. Và tạo niềm tin cho anh em. Không thì sẽ ra sau này các bạn sẽ bắn nhìn. Mười lăm giờ 20 phút cùng ngày, hai đối tượng tiếp theo phát tín hiệu ra hàng. Tôi biết đúng không? Còn thằng nào tôi nữa? Còn thằng Tuân với thằng Tú, thằng Hùng. Con khó lên kia đi. Mày lo. Một cuộc chiến rất là khốc liệt. Thì những cái giây phút mà các đối tượng ra đầu hàng, thì đấy là một cái cảm xúc mà khó quên của chính những người đấu tranh chuyên án của chúng tôi. Chúng tôi mừng vì đã có những cái con người đang thực hiện cái hành vi vi phạm pháp luật, nhưng qua cái kêu gọi của lực lượng chức năng thì đã nhận thức được và đã quay đầu vào bờ và đã ra đầu thú. Mà đấy là cái hình ảnh mà tôi cho rằng đẹp nhất, mà cái hình ảnh mà chúng tôi xúc động nhất và vui mừng nhất, đó là chính lực lượng của ban chuyên án đã cứu được 3 đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội và quay đầu để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Tuy nhiên, ba đối tượng ra hàng vẫn không phải là Tuân và Thuận. Thậm chí giữa thời điểm cố thủ trong bong ke, chúng vẫn phát trực tiếp hình ảnh của chúng lên mạng xã hội như một sự thách thức trêu ngươi cơ quan chức năng. Anh Chí Đỗ ơi, em tạm biệt anh Chí Đỗ nhá. Anh chia sẻ mạng hộ em. Tôi cũng đề xuất với giám đốc công an tỉnh là xin phép là áp chế bằng cách là nổ súng vào các vị trí mình đã định để cho nó nhận được thông điệp rằng nếu không ra cũng sẽ kiên quyết hơn, gay gắt hơn. Nhưng giám đốc công an tỉnh cho ý kiến là cho chúng nó thêm cơ hội, cho chúng nó thêm thời gian. Thế và để một tiếng trôi đằng sau cái đối tượng thứ hai, đối tượng thứ ba, từ 3:20 cho đến 5:00, một tiếng rưỡi, để chống một tiếng rưỡi, giám đốc công an tỉnh quyết định là phá cửa cho lực lượng đột kích vào trong. 17 giờ cùng ngày, không để cuộc chiến kéo dài thêm, đã đến lúc thực hiện một cú đột phá để trừng trị những kẻ ngoan cố nhất. Giám đốc công an tỉnh, trưởng ban chuyên án phát lệnh tấn công trực tiếp. Phương án của đối tượng là kích điện vào hệ thống bình ga nó nổ thì mình đã cắt được điện rồi. Phương án thứ hai là bẫy lựu đạn vào các bình ga này thì nó ở khoảng cách xa nó không thể bật nổ được. Các cái can xăng, can dầu của nó thủng xuống đất, rơi xuống đất. Khi nó tiếp cận với các cái tia lửa do cái quả cây, quả khói, quả nổ mình ném thì nó mới lan, nó mới cháy từng phần. Thế thì ban chuyên án và giám đốc cũng quyết định là sẽ lựa chọn cái phương án dùng chính cái vật liệu nổ, vật liệu cháy của đối tượng để công kích lại đối tượng. Khi tổ chức lực lượng tham gia phá án thì chúng tôi tuân thủ một cách tuyệt đối của mệnh lệnh của các đồng chí trong ban chuyên án và các lực lượng tham gia phá án đã tổ chức thành công một cách tuyệt đối. Các lực lượng tham gia, đặc biệt là lực lượng cảnh sát đặc nhiệm, là những cái mũi chủ công trực tiếp đối đầu trực diện với các đối tượng. Tuân và Thuận và các tay chân khác. Chiều 27 tháng 6, sao huyệt của hai chùm ma túy Nguyễn Thanh Tuân và Nguyễn Văn Thuận tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La bị san phẳng. Hai nghi phạm với 6 bản truy nã bị tiêu diệt, kết thúc nỗi ám ảnh đối với người dân bản Tà Dê. Tại hiện trường, lực lượng thu giữ tăng vật gồm 49 khẩu súng quân dụng các loại, 17 quả lựu đạn, 29 ống giảm thanh và ống ngắm, 31 hộp tiếp đạn các loại, bên trong chứa đầy đạn, khoảng 6.000 viên đạn các loại, 2 ống nhòm và nhiều vật chứng khác có liên quan. Một đế chế ma túy cực kỳ nguy hiểm đã bị đánh sập. Hình phạt cao nhất đối với những chùm ma túy gieo cái chết trắng đã được tuyên ngay trong trận đánh này. Tiêu diệt hai đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, triệt xóa hai bong ke cát cứ vốn là nỗi kinh hoàng của người dân. Chuyên án 18TN và 19TN đã trả lại sự bình yên cho hai bản Tà Dê và Lũng Xá. Đây là chiến công của cả một tập thể đoàn kết thống nhất, có sự chỉ đạo sáng suốt từ trên xuống dưới. Hơn 3 năm triển khai, trải qua nhiều giai đoạn với vô vàn những khó khăn vất vả, thắng lợi này đã khẳng định sự mưu trí, tài thao lược của những người đứng đầu ban chuyên án. Họ đã thực sự khơi dậy sức mạnh tập thể, kêu gọi sự vào cuộc của rất nhiều cơ quan đơn vị, cấp ủy chính quyền. Trong đó đã xây dựng thành công một thế trận lòng dân vững chãi, điều chưa từng có tiền lệ tại một vùng đất dữ, nơi được mệnh danh là thánh địa ma túy này.